khóc phải không? Đây, dạ nè, cái khe chỗ này nè, mình cứ đưa này dí cho bác coi, cái này. Nghĩa là cái khe của mình hôm qua đó là khoảng 2 ngón mấy, phải không? Nha. Còn bây giờ nó là như vậy. Nghĩa là cái chỗ này nó sát xương sườn ở trên nè, tách vô nó không dánh luôn. Nha. Tách vô không được nữa. Nhưng mà bác nói là nó khoảng 1 ngón mấy nha. Thì bây giờ mình sẽ cố gắng mình mặc áo đi nè, để này vô nữa thì nó vô được bao nhiêu hay bao nhiêu. Không bao giờ phải vô được nhiều nữa hết. Cái khe hôm qua là nó hở quá trời hở luôn. Mà ở đây là xương nha, không bác tắt vô tới đây nè, cái đường nó đừng hỏi dễ nha. Hôm qua bác nói lấy cái kiếm, nghĩa là cái đường giữa này nè, là bên đây nó bị lộ túi, là không tắt thêm được nữa. Hôm qua bác cũng nói là bỏ luôn. Từ cái đường giữa này bác chỉ tắt cái bên đây, mà bên đây cái bao sơ nó cắt ra thì nó còn rất là mỏng luôn. Thì bây giờ mình chỉ còn cắt được ép này vô để nó giãn được, lúc nào nó giãn, nhưng mà càng ép vô thì bác nói trước.